Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Slender đi nào, 2D, let's go. Ok, let's go. Wow, có một bàn tay. Let's go. Không có gì ở đây. Vào trong nhà nào. Wow, có một tờ giấy. Đây là những mảnh ghép. Đây là một ngôi nhà ma. Mình sẽ vào trong này xem. Oh my god, cái ma đã xuất hiện. Lên trên này nào. Không có gì đây. Oh my god. Wow. Oh my god, bị rơi xuống hố rồi. Wow. Một bộ xương và một chiếc búa. Một con búp bê ma. Wow. Oh my god. Đây có một cánh cửa. Mình sẽ đi sâu trong này xem có gì không. Số 5. Rất nhiều cánh cửa khác luôn. Chui vào đây xem thế nào. Let's go. Wow. Đó, các bạn chỉ cần thêm tìm thêm một mảnh giấy nữa là các bạn sẽ thoát được khỏi ngôi nhà ma này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo của Randy Chapter 2. Let's go. One day. Okay.
Ủa, ông ta nhìn thấy mình rồi. Đây rồi. Ông ta lại không đi lên đây. I see you. Mình sẽ giữ ông ta lên đây. Sau đó thì mình sẽ cho ông ta ngất luôn. Ok, let's go. Ở đây là chiếc chìa khóa để các bạn mở căn phòng của ông ta. Let's go. Mình sẽ tháo nước ở đây ra. Khi đó thì cái con thủy quái nó sẽ không còn ở đây nữa. Oh my god, chưa mở cái này rồi. Let's go. Một bình ga. I see you. Ông ta xuống hẳn đây. Rồi, mình sẽ cho hai ông bà leo mình. Rồi, leo tôi đi.
Okay, let's go. Rồi sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2 đây, xem có gì không. Còn một thứ nữa ở dưới kia. Oh my god, hàng bài đứng luôn trong này rồi. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tầng thứ 3, Roblox. Let's go. Big guy. Wow, let's go. Không biết những anh bạn kia có ở trong tựa game này đã tìm được những món đồ gì chưa để tẩu thoát và thoát khỏi đây. Còn rất nhiều những cánh cửa chưa mở khóa. Rồi xem anh bạn này mở cửa đây ra xem thế nào. Không có gì ở đây. Big big guy rồi. Chứ chìa khóa màu xanh. Không có gì trong này. Đó các bạn cứ đi tìm hiểu xong rồi đi tìm. Sau đó thì thoát khỏi nơi này, thoát khỏi ông Big Guy. Sao được anh chàng kia lại trốn được vào trong chiếc xe tăng này? Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Big Guy Chapter 1. Let's go. Ok. Mở cửa ra là. Mình sẽ nhập mình gỗ này lên. Mở ra đây. Big Guy đang kia rồi. Mình sẽ thử cho bạn ta lên đây. Okay, let's go.
Wow, một ngôi nhà khá là rộng. Prescott. Wow, ok, chạy được rồi. Cái này không biết thả cái kia nào vào đâu. Mình thử thả xem thế nào. Không thả được rồi. Ok. Các bạn không biết để làm gì đâu. Mình sẽ để đây đó. Một chiếc xe ô tô. Chìa khóa màu hồng. Không biết ở cánh cửa nào. Mình chưa nhớ ở cánh cửa đó là chỗ nào. Oh my god, bị bắt rồi. Wow. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Stickman, Equip Life, let's go. Cháy nhà luôn. Rồi cuối cùng lại chết. Oh my god. Ok. Rồi mình sẽ là tên cướp luôn. Rồi sẽ nhảy lên trên này xem. Đi luôn.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Big guy see the near. You win. So how has been a stress by see the near and start to gas. You sell sis, saw brothers and six. Ok. See the near rất là to. Vâng, anh ta đang phá một cái mái nhà. Lát mái nhà luôn. Ở đây thì các bạn sẽ hóa thân thành cô làm Vika. Anh chàng này thì bị thương rồi. Chết phải trèo lên thôi, không bị anh chàng này bắt cái coi như là nguội luôn. Kia rồi. Kia ok, dừng lại thôi. Ta cần một quả chuối. Rồi, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo của Danny Evin của hãng game Mina. Start game. New game. Không có gì đây cả, và tiếng nhạc này rất là khiếp luôn. Đúng là người đang đi đây đi. Let's walk. Chưa có điện. Cái này các bạn phải đi tìm một dây điện. Đây là một cái sắt này. Mình sẽ để đây. Rất nhiều sắc luôn. Lên lại tầng 2 xem có cái đoạn dây điện đó không. Sau đó thì mình sẽ lối ra. Cái gì ở chỗ này? Không có gì ở chỗ này với ta ấy chứ.
Oh my god, rơi luôn xuống đây là chết luôn. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Granny Chapter 1. Let's go. One day. Đây không có gì. Rồi mình sẽ quay cái này xem có gì ở trong này không. Một chiếc búa. Oh man. Rồi let's go. Mình sẽ đi luồn lách đường này đi. Oh my gosh. Đấy chứ. Oh my gosh. Wow. Yeah. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.